Rồi, xin chào các bạn nha. Hôm nay mình có giới thiệu cho các bạn là một cái con app mới là nuôi rồng, giống như nuôi mèo trong LipLab vậy đó. Đây, app này thì mình đăng ký bằng Facebook. Đó, mới vô nó hướng dẫn mình mua mấy con rồng mình ghép vô, hai con cấp 1 lên một con cấp 2. Đó, hai con cấp 2 lên một con cấp 3. Đơn giản trò chơi chứ, đơn giản vậy thôi chứ nó không có gì khó hết. Điểm danh mỗi một tiếng đồng hồ mình bấm vô cái vòng tròn mình đó, mình điểm danh. Đây là quay 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 vòng quay may mắn nè, mỗi ngày mình được quay 5 lần, mỗi ngày mình quay 5 lần. May mắn thì mình sẽ trúng được cái hình con rồng mà nâu nâu ở giữa đó, là mình sẽ được thưởng thêm cái đồng LT LDT nha. Hiện giờ cái đồng này là mỗi một lượt tải game về là bạn được thưởng 2 đồng. Rồi mà mỗi đồng đó là có tầm giá khoảng 2 đô. Hiện tại bây giờ cũng có nhiều người ta thu mua cái đồng này rồi, mặc dù nó chưa có lên sàn bán nhưng mà cũng có người thu mua rồi nha. Các bạn cứ chơi tích lũy dần dần rồi nhiều rồi, có gì để lại comment dưới thì mình biết, mình liên hệ cho tìm người bán cho các bạn. Đây là cái bảng xếp hạng của một số người ta chơi trước đó, là 3.000 mấy, 3.785 đồng coin. Mình mới chơi có ngày hôm qua thôi, cũng chưa không có nhiều. Đây là cái phần mà giới thiệu bạn nè. Các bạn gửi link cho cho mọi người đó một rẹp, các bạn sẽ được được nhận là 2 đồng 2LDT. Đó là tầng 1. Còn mà bạn cái người đó mà đi giới thiệu một người khác nữa sẽ bạn sẽ được hưởng thêm một tầng nữa là 0,5 đô nữa trên một người nữa. Đó là cái ví của mình. Mình được 2 đồng rồi. Cái này nó cho mình trao đổi buôn mua bán luôn nha. Đó, cái phần này là phần transfer nè. Cần mình sẽ điền vô số tiền mình, số đồng mình cần. Mình chuyển cho nó. Cái người nào cần mua người ta chuyển tiền cho mình. Có cái nhóm chat Telegram ở dưới này, các bạn copy vô mà vô nhóm, đăng ký vô nhóm, có nhiều người ta nói chuyện trao đổi người Việt mình á, mua bán này nọ, cần thức hỗ trợ gì đó vô chỗ ta chỉ, mình ta chỉ thêm. Mình mới chơi có 2 ngày mình cũng không có rành lắm. Cái này mình chơi mình mỗi lên vài ba cấp là nó sẽ thưởng cho mình này, thưởng rồng này nọ, thưởng đồng đó nè. Cập nhật phần email, mình cập nhật email vô nếu mà chưa cập nhật. Đây là hướng dẫn này, mấy cái loại rồng là mình thu thập được mấy cái loại rồng nè. Như rồng tím nè, mình triệu hồi được rồng tím mình thưởng luôn 15 LDT. Tổng gần 300 ngàn rồi đó. Rất là ngon. Mấy rồng này chắc mình chơi thời gian sau nó sẽ thưởng cho mình ha. Thôi bây giờ mình ghép lên level 6 nha. Lên con rồng level 6 là mình sẽ được thưởng một con rồng, đó là con rồng nó sẽ con rồng lớn để mà nó thưởng cái thêm đồng LDT. Để chờ một xíu mình ghép lên cho đủ level 6 đi. Đó, đỡ được con rồng này nè, con rồng trong vòng 24 giờ là nó sẽ tạo thưởng cho mình 2,5 đồng nè, thấy không? Đó, quá ngon luôn, 2,5 đồng mà cộng với 2 đồng mình tải game hồi nãy nó là cũng là 4,5 đồng rồi. Gần 5 đồng rồi là gần 100 ngàn rồi. Còn mình xuyên mình tuyển rep thêm thì
có nhiều thêm nữa, rồi chơi hàng ngày này nọ nè. Mình có bao nhiêu máy mình cứ có ạc là Facebook á, mình tải mình rẹp cho cái máy còn lại đó, nó cũng lên nhanh lắm. Cho nên nhiều nhiều rồi mà rồi có người thu mua lại hết. Đó, cái thời gian này nó nhảy nè. Rồi vậy thôi. À, cảm ơn mọi người đã xem video nha. Cứ nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.